Có dòng chúa rồi mọi người. Đó, chiếu được, trời ơi, to. Đó. Thấy mọi người, chừng cầm. Đấy, mình chưa phải chui xuống khế sau. Gì nữa hả? Đó, thấy mọi người. Ôi, khăn khăn cái đồng với nhau. Hai con nghe ngửi nhau. Làm những cái con trong to trong thơm như này nó đều cái này ghê luôn nha. Đây là do bụng của con trâu này, cái đuôi nha, một cái tay chưa mất kìa. Em Tiên thông với chào mọi người nha. Hôm nay Tiên với lại bạn Trương, em Trương, em Hy sẽ cùng nhau đi làm một cái video ở ngoài Tiên gọi là bắt dông đất. Thì hiện tại đây là một cái vườn, là mấy anh em mình đi tìm được những cái hang này. Để đào được những cái con dông như này thì phải có sức. Sâu dữ à hả? Hay là đi sâu hả? Thấy không mình? Có hả? Đây nè mọi người, để mà bắt được những cái con dông két thì phải đào những cái hang sâu như thế này. Đây em Huy đào chỗ này một hang, với lại chỗ này một hang. Sâu lắm mọi người. Sâu. Tới chưa? Để mà mắc được những cái hang rong này thì phải có kinh nghiệm nha. Những con rong nó xuống á, có khi là móc nó chạy lòng hết cho hết hiểm là tìm không có dê. Đấy, cái nhìn thấy sự nguy hiểm của cái lúc mà đi đèo dông như này này, phải đi cho đông. Bây giờ là bạn Trương đang có móc để tìm nguồn con dông. Không có hả? Hớt bí mà hả? Có con nó bò vô xong nó chạy đi. Hàng này hết sâu luôn. Đường con rồi hả? Đây, mấy anh em mình bắt được một con rồi. Đây là cái con rồng đầu tiên này, để tôi cho cả nhà mình xem. Đây, rồng thơm, mấy anh em mình mới vừa đào được. Đấy, bây giờ thì sẽ đào tiếp nốt mấy cái con này. Bởi vậy về đi một người thì chắc chắn này là đào không được mọi người. Cuốc cao bài nó rất là nhanh và chết. Giờ này bác em mình chủ yếu là đi biển á. Còn nào đi đào chơi như thế này thì khá mệt luôn. Và là cái hang này không có, giờ nó bỏ đi rồi mọi người. Khùng ghê, nghe tiếng nói tới đào rồi nó bỏ đi. Dập. Đấy mọi người, thấy cái sự đồ mà nó sạc lửa nguy hiểm không? Đây là anh em phát hiện ra một cái hang trong đường này. Trong đường như thế nào? Thì cái hang này á, có con rồng dưới đây, nó đang có nấp. Nó đùi một cái đống két lên nè. Thì đống két này lên này, chắc chắn 100% là có con rồng dưới này. Gọi là hang đường nha. Nó đào két ra nó chìm đường hang lại luôn. Rồi giờ anh em đào cái hang này có. Còn ngay cái chỗ này cũng có một hang nhưng mà không biết có không. Hang này thì không có phải đường. Thấy nó chạy vào nhưng mà không biết nó có chạy về lại không. Về cứng dữ rồi. Nó đèo còn tí nữa, nó hớt rồi. Đó mày tới mất hẹo. Đất cứng thì đèo cực nhưng mà đường cái này đèo nó cạn hơn. Đất mà đèo xuống nhưng mà đèo xe sâu. Có khi có nhiều con nó ở gần á, quốc quốc xuống này nó chạy ra luôn à mọi người. Đó, đó là thế. Một thế gì chỗ đó. Gì nữa hả?
đó mình xét ở chỗ đó là mang vô tới vô ấy. Đó đây này, kiểm giữ lại đây giống như vậy giống vi ta mọi người nhìn thấy không? Nó ở con hàng nó chạy về như thế này nè, trồng ký mẹ trời, cầm bóng vật đấy, có nhiều con dòng nó đòn cổ tay luôn nè, đào sướng lắm nha. Đi được cái hàng chỗ này tiếp này, không uống nữa bò xuống uống lấy uống nha, chừng lại tới luôn hả. Đó chùa mõ đi chừng nữa chạy về giống này tới nữa mọi người. Đào được mấy con trồng thơm của cho mọi người. Đây mọi người. Khoan. Đây. Kéo gì? Ui to. Chừng. Ui đó trồng thơm. Đu. Đây là con trồng thơm. Có nhiều con nó to gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 4 con này luôn nha. Quá tuyệt vời, đấy mọi người. Cho ở con hàng này nè. Quá đẹp. Được. Trời ơi, trời nhắc mình còn ha. Thôi mọi người, để không? Còn có 2 con đó nữa hả? Rất cái vật quá vô. Hiện tại là được 3 con rồi. Quá tuyệt vời. Đó mọi người, con này tiên chưa kịp quay nữa. Bạn chưa để chụp được luôn nè. Ui, to con này, to hơn con đấy. Đây là cái hàng mà nó ở lòng chỗ này nha. Chưa kịp bắt nó, chưa kịp tới nó chạy ra. Có nhiều con có này nó xe luôn nè. Mới vừa nhắc này con cho nó may. Wow, con này to ha, hàng hi to. To ha, hơn 2 con nào luôn nè. Bố. Rồi có 4 con, chừng là cắn á. Ui. Thôi bố. Tiền rồi, chưa bấm qua ưu chừng người chạy. Đúng vậy hả? Thơm lúa đâu nha kìa. Tuyệt vời, ông mặt trời. Tóm, hút cái kia lại cho chạy ăn. Rồi, 4 con, giờ thì... Đó mọi người, em Huy mới đào được con cái chỗ này nữa nè. Đó là con trong ký. Thêm một con nữa, con này thì hơi bé nha. Nhưng mà hang này thì chắc nha, hang trong ký chắc hơn ạ. Đào tiên là nho nhưng mà. Đây, được một con thu hoạch thêm. Cũng còn 5 con. Đây các bạn, anh em mình tìm thêm một cái hang nữa. Hiện tại đi cũng 3-4 giờ chiều rồi, mặt trời bắt đầu xuống rồi nha. Càng chiều thì sẽ tìm hang về mát hơn. Chiều đèn có tìm cái hang chỗ này đó, cũng đẹp, phập tới con dông rồi. Có phập mọi người đó. Đu con dông thơm mọi người đó. Quá tuyệt vời. Đây là anh em ngoài đảo gọi là dông đất. Đây, cái nhà thấy không? Nó đi từ cái mạch này này, nó chạy vào con sâu này. Sau đầu nó đi vô. Đây là cái hang con sâu này. Đấy, nó ở con hang sâu này. Ghê thiệt. Tuyệt vời. Không. Có một chó đâu. Không đi. Được rồi, mấy con dông to như thế này anh em khóa lắm. Thôi xứ rồi. Con này gần về đêm. To nha. Chạy một cái là tiếc lắm. Thì anh em chủ yếu là tìm những cái hang dông thơm to như thế này nè. Con này nuôi cảnh cũng đẹp hả mọi người.
nó có màu đỏ khét tuyệt vời. Đỏ không? Ui, ok. Anh em mình phát hiện ra một cái sầm đuôi của con John này. Đấy mọi người, nhưng mà không biết đây có tìm hàng. Wow, to. Nó chạy bé bèo luôn này. Khờ, bố. Có hàng không? Mời vợ mình. Đây, đây con đây hả? Con cái đuôi đây hả? Ờ, có được. Cái này cái gì? Thì mát lên là to hả? Đây con chú kia đẹp, chú kia không còn to này. Nice. Rồi, buộc lại. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Thêm một hang ngay chỗ này nữa. Tới luôn mọi người. Đó. Đó. Thấy không mọi người? Còn thứ 6, thứ 7 rồi. Wow. Tèo bằng chương nó phục là tới luôn nha. Quá tuyệt vời, tèo là dông thơm thôi. Anh em lựa những cái hang dông này nè. Đẻ quá trời đẻ luôn. Thì bằng chương á, biết cái cách móc cái dông này rất lợi hại. Có là có, không là không. Chứ không phải như nếu mà tiền xuống móc có nhiều khi nó có mà móc hết được. Không biết cái ngách chỗ nào là bỏ luôn. Đây này. Đẻ ha. Dông này thì mọi người làm món gì? Anh em gọi tiền thì nướng này. Hoặc là làm gỏi, âm sẽ ớt. Tuyệt vời. Hàng này chúa luôn. Để tiền là chỗ em Hy đặt. Hy chỗ nào của mình? Đó là chỗ Hy, thử có được con nào không. Đi này vừa nắng khá là mệt luôn. Quá chùa. Một mình em Hy mà đào cái hang sâu ghê mọi người ơi. Thật sự là cái hang này khá sâu luôn. Cuối cùng một mình cũng khá mệt. Được không? Tới chưa, tập chưa? Đây cả nhà, bạn Trường đang có móc ngách cái con rồng. Wow. Để mọi người thấy lật thẩm xuống luôn nè. Có không, có không? Có không được. Chưa được. Wow, sâu dưới tường rồi ha. Chưa phục hả? Chưa phục con rồng luôn mọi người. Mà lại đào thêm một chập nữa. Đây cái nhà, cái hang này khá là sâu luôn. Gần cái 1 mét, hơn 1 mét luôn á. Wow. Có khi đào đào như thế này nó chạy lên luôn. Ở tới rồi, sụp phục rồi. Cũng tới về phập rồi mọi người. Bia bị chứa, bia bị chứa. Ai thằng lần chưa? Đâu. Ấp. Phập rồi. Phập rồi mọi người. Phập là có nha. Bốp, bốp. Thấy không? Chùi xuống sketch không? Đi nữa hả? To to to, đó đó, chưa chưa. Ush. Cắn. Ush. Chưa đồ gì mà nó trực vọt luôn, nó cắn rồi. Ồ, to 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 mọi người. Thấy chưa? Cái nhà ghê, con này đào phải được cái con như này mới xứng đáng, sâu mà cũng xứng đáng nè. Đây, cái nhà thấy. Sâu ơi là sâu. Wow. To nha. Quá tuyệt vời. Chừng nó chạy cái này uổng lắm nha. Hợp luôn. Hợp, vô. Tuyệt vời luôn mọi người ơi. Bạn Trương nói phục một cái là biết nó để tới nha. Móc ra là có ngay. Quá đẻ luôn, con này to chẹp quá hết luôn. Được rồi, 5-6 con, cả cái ký rồi à. Đấy. Ôi yeah, con em Hy. Vừa thì mọi người, đây là nó sâu kinh khủng luôn. Đi đi đi, tiếp tục. Thì cái con rồng á, nó chạy vô, nó sẽ đào ra một cái lỗ to như thế này. Ở phía trong
còn cái hang gọi là cái nhè thì cái miệng mà nó đi vô chỉ có hơn hai ngón, nhưng mà bên trong nó sẽ đào một cái lỗ, bạn Trường móc phập vô tới là biết là có con rồng ở đó, kéo về được ngay, cứ nói phập là chắc chắn có rồng. Không biết coi em Hy ra có được chưa, có Hy còn của em Hy vẫn chưa được luôn, từ lâu thiệt chứ. Bạn Trường với em Trường đào nãy giờ được hai con thơm rồi. Em Hy còn cái con nào biết thơm hay là ký nữa đây. Tớ chưa về lâu dữ rồi. Mệt mà vui, phải thật là xứng đáng. Ôi to chờ. Dữ quá sức đuôi luôn. Và là em Hy cũng đào được cái con trong má này nè. Đấy. Em Hy ái sờ sức cái đuôi. Hả? Cứng hả? Ta hiện nhà thấy không? Nó ở trong cái hang sâu này nó chạy về nè. Chờ bỏ xuống rồi chụp ha. À thôi. Đó chưa chụp không được rồi, nó mắc á, uổng quá. Con này cũng to nha. Thì đây là cái con rồng mái nha mọi người. Tuyệt vời, ông mặt lời. Thấy cái đồ rồng nó đi không? Thì anh em đi đèo theo cái chiều rồng nó đi nha. Sau hạ. Đó đó đó, tới rồng rồi mọi người. Đó, cái đầu hả? Đầu kìa. Ô. Ush. Đây mọi người. Quá tuyệt vời, đi chắc này sau nha. Em đèo một hang ba con chưa? Thường những cái con rồng thờm á. Nó đi chắc là sau luôn này. Đấy, bạn Trường nói tới dòng là bắt về được ngay. Ủa, nó nịnh dữ chưa? Ôi. Hy vọng là tới chiều mát được nhiều hơn. Ủa, nó màu xanh khét đẹp luôn nè. Ủa. Tiếp tục thôi. Có hả? Mình đây chỗ đây. Đi theo bạn Trường với em Trương, em Hy đào bắt con rồng to bự bự. Em mình mới vừa đào được một con rồng ký này. Con này nó lọt cái lỗ lưới luôn, cho nên thẻ nha. Thẻ cho nó sống đi mọi người. Đỡ lớn thì tiền vốn là mấy bạn đi đào. Chạy đi. Chạy nha, thẻ. Có không Hy? Đang đào thêm hai hàng rong nữa. Sau hả? Tới chưa? Tao lấy kèo cái ái lờ. Trên này cũng đào một hang. Đi nữa hả Hy hả? Đang tập trung. Để tập trung kêu đồ để móc được con rong. Wow, sầu dữ à. Sầu lắm mọi người. Hứa tàng tới hả? Chừng ạ. Rồi mẹ, đá mắc lê thơm. Gần tới con rồng rồi. Đó. Như thế này con rồng chạy ra thì cũng không biết đường nào mà chạy nữa. Chỉ đâu đưa ông đưa leo 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 mắc gì đào được con rồng cũng cực lắm đúng không? Đi nữa đúng cao bộ thứ tới hẹn nào hơn trống nữa đào gì mắc gì thật chưa. Không, nó sập xuống rồi mọi người, khá nguy hiểm nha. Thì đào như này một mình nguy hiểm lắm, như cái chỗ này nó mới sập này.
mới vừa phù cú cách lần mà kết là mệt chảy miếng luôn hả? Thì đang có mắc con rồng, không biết có được không hay là mắc cái mối đi nữa thôi. Tới rồi chứ mà cho em Hi ấy sao két nó ùa xuống cái trời luôn. Trời thử con này có to không mà nó đi sâu dưới thơm. Thơm hả? Bên này là con rồng thơm nha, con rồng đực. Hết trời mệt luôn mọi người, đi đào như thế này mệt lắm. Đúng rồi, đất này đất két nữa nè, nó đào dễ đi á. Chứ nó ở trong sau, đúng không? Đó, chơi được, chơi được. Wow, ôi, to. Đó. Thấy mọi người, chừng, cầm. Ấy, cầm cái đầu, ấy là gì, màu kia. Nó cắn nha. Ồ, nhức nát. Đây cái nhà, tìm mượn kìa. Wow. Và đè em Hi đào thành công con rồng thơm này. Quá tuyệt vời luôn. To. Đi. Đeo lên cây con này. Sát đường, đâu, sát đường dùm. Đi lên chỗ con của em Trương với bạn Trương gặp. Thử con rồng thơm to như này không. Cầm cái đây. Wow. To mọi người ơi. Em Hi đào thành công này. Con... đây cái chỗ này hình như cũng cái con rồng thềm nữa sao mà đào. Wow, cái hang. Đi nữa hả? Wow, cái nhà ơi, cái hang này nó còn sâu hơn con lúc nãy em Hi nữa. May là con này không có từ bỏ nè, cố gắng đào được. Con này to nhất đàn quá. Thưa à, từ mượn. Hai con, ba con nghe ngửa nhau. Trời, thử bạn Trương mang lên một con nữa để tiên quay luôn ha con. Wow. Tí giờ nó chạy cá là mất hết mấy chục ngàn, kiệt trăm ngàn. Thế mà một con như thế này xong đực nha. Nó nịnh ghê chưa. Trời, chờ con bạn Trương thử coi. Đi nữa hả? Còn bạn Trương bảo là không có hình như. Wow, con em Hi đó. Quá tuyệt vời luôn. Phập chùa hà. Đây là mọi người, nó chạy như thế này này. Thấy chung của hồi nãy hả? Hả, chạy dây mắt thì. Con này đường rồi hả? Hàng này là hàng đường nha, hàng đường thì chắc chắn có. To cầm khế đầm tay luôn nè mọi người. Cái móng chân của nó chắc là vuốt nhọn luôn. Bởi vậy nó đèo két rất là nhanh nha. Phập hà. Được rồi cả nhà ơi. Bạn Trường nói là giờ cái con rồng nó mới phập lại tới cái ổ nó đèo to ở phía lần á. Để thử nha. Uầy, mệt khế mệt luôn mọi người. Con này đi sâu hơn cái con này. Đấy, mình chưa phải chui xuống khế sau. Đi nữa hả? Đó. Thấy mọi người. Trời ơi. Cắn cái rồng với nhau. Vô hai con nghe ngửi nhau. Đây là cầm tiền cầm giới thiệu cho mọi người xem nè. Wow. Con bạn Trường mới bắt được này to hơn cái con này luôn. Để ghê mọi người. Hai con này khoảng 300 gram á. Đúng là những cái con rồng to, rồng thơm như này nó đèo khá là ghê luôn nha. Đây là phía bụng của con rồng này. Hai con. Đây là phía lưng. Mọi người nuôi cái con rồng này cũng khá đẹp nha.
Rồi ok mọi người, giờ thì bỏ vào túi vỏ. Trong vỏ thôi. Đây đây đi, mọi người về đâu đâu đâu. Đây cả nhà ơi. Đó tuyệt vời luôn mọi người. Được cái rưỡi 2 kg rồi nha. Hôm nay tiên theo đi quay chúng cái dịp trúng động rồi. Chừng 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 là chạy. Quá tuyệt vời. Đây đây đây. Tiên quay cái vỏ vật cho cả nhà mình xem này. Đấy. Wow, mấy cái con to không? Wow, 2 kg rồi mọi người. Đấy. Rồi. Tiền mới vừa là lái máy quay để quay con dông cho cả nhà mình xem thì nó chạy ra chạy một con hang trong cái lùm này luôn rồi. Sức này tiếc nha, cái con dông thềm luôn á mọi người. Con ngay ngửa con lúc nãy luôn mà tự dưng em Huy ở xe bất cẩn chạy chạy một con lùm này, biết đâu mà mò. Rồi thôi con này chưa tới số. Thật sự là khá là tiếc, bỏ con kèo đây mà nó chạy tiếc thật sự. Tết cực kỳ ôi. Hãy cả đuôi chuột chờ đó. Trứng giữ lại mà. Thôi bỏ, đi tìm con khác. Dạ mọi người, thấy con dông để tiền quay con cảnh cho cả nhà mình xem này. Cái đuôi nha, cái đuôi nè. Wow, để bày chưa mất nha. Cái khi phụp vô à. Nếu mà luôn, cái khi phụp tới luôn rồi. Đó, đó, ô, 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 con dông chúa luôn mọi người. Ủa, nãy cái đuôi có chút xíu à. Mà kéo dưới đây, 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 nó này, dưới này mọi người. Thấy rồi, đừng có thấy cái hang nó chạy vô lại á. Quá tuyệt vời. Đó, nó ở đằng sau đó nha mọi người. Chúa luôn. Toàn là mấy con dông thơm thôi. Rồi con này cái răng nó xanh luôn nè, dè đời luôn mọi người. Rất tuyệt vời, để bạn chưa với em Dương ở đó tiền mang con dông này vô chỗ em Huy thử. May được 2 con quay luôn cho cả nhà mình xem. Đem vô để cho em Huy có động lực về đào con to như thế này. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. À, để khoe mọi người. Con này to kinh khủng luôn. Hi to cái đà con giống này. Đù. Chờ kết quả của em Hi xem sao. Này. Quá to ớn luôn ha. Rồi đang có lột dê mọi người. Con dông này lớn thì nó sẽ lột dê nha. Đây. Nó tựa như cũng như dê rắn mà. Lột xe sạch ngay. Gần tới rồi mọi người. Phải cái con này ghê. Cạn con này cạn hơn. Còn đường mít rồi. Đẻ ha mọi người. Rồi giờ chờ kết quả con này thử như thế nào.
Hôm nay đi là trúng mánh rồi. Đầu dữ à. Tay à. Cái cứng mà lâu chưa. Chưa mất cái lỗ giờ to không chịu. Mất ở trơn à. Khét cái chỗ này khét cứng, nó khỏi bị sập. Cắm cây đi. Trường hết đó tới giờ phập chùi ạ. Tới rồi vậy còn cái gì nữa đâu. Tới được cái nhỉ. Kéo cây dây luôn đi. Đó đuôi ra, đuôi ra. Phải không? Phải. Đuôi kìa, đập 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 két đi. Không phải đuôi đâu. Không phải. Sống dữ à. Chưa tới luôn. Ui, còn lại lâu. Ủa không có hèo, mắc ngách quá hèo. Đó, 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 đó. Phải, phải. Chừng ạ, lấy phải sức cái đầu với em á. Cái đầu hả? Không, là mình. Được rồi mọi người. Ờ, bạn Trường với em Trường mới được thêm một con nữa. Ủa, con này còn đó đây luôn. Đào hai con rồi, em Hy chưa được con nào. Còn còn xíu à, Vinh. Rồi là hai con luôn đây. Quay cái đồ cứng bè che con. Tới chưa? Được. Rồi chúng ta đu cho bè. Hai con nghe ngửa nhau nè mọi người. Nó đu ở chỗ đó xong chết phục hợp bè, phục hồn đáng bè. Rồi chờ chờ được con em Hy nữa. Thì bạn Trương với là em Trương đào được hai con rồi. Em Huy con này chưa xong, con này chắc cũng có trong thờm to như thế này này. Cái thằng nó màu xanh nhìn khá đẹp luôn. Hợp chưa? Hợp đúng không? Hợp vừa đó, chờ con thứ ba. Hai con này được 200 gram. Quá đẻ luôn mọi người. Nó nình lắm nha, khỏi là nó cắn á. Đó tới rồi hả? Què, đó nó cứng nha. Đúng chưa mày? Còn đâu? Chưa được luôn. Còn đang ngứa mà. Chết thứ rồi. Đó đèn đó cũng còn đèn me này, bữa nay này nó đùng ở ngoài xuôi rồi. Anh em mình chờ thử không, cái con này cho. Bắt được con này xong thì đi về nha. Tạm thời cũng tối gần 6 giờ rồi mọi người, đi lúc 1:30 giờ gần 6 giờ anh em về và tổng kết thành quả. Sao mà còn cũng được. Ừ, trong quê mà. Đâu? Đây là con trong quê nha mọi người. Đây cả nhà mình so lại nè. Về cái con trong này. Cái con trong này là anh em mình gọi trong quê, màu nó lợt hơn. Về hai con này là trong thơm, màu nó to hơn. Đấy cả nhà thấy không? Ý trời ơi, cả cái tiếng đồng hồ. Hoài. Thưa. Trong cầm nhục chưa? Đèo con này khô. Đây cái nhà. Thật thể là được có 3 con nè. Con em Huy nhỏ nhất. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ về nha. Đây tiền sẽ bỏ vào trong cái vợt. Wow. Thành quả hôm nay. Mà hai tui quê à, một con cái tiếng đồng hồ. Wow. Nào mọi người ơi. Được con
nó như cái xích ma đó. Ma đó. Rồi giờ thì mấy anh em mình sẽ đi về. Và giờ cũng đã tối và được khoảng ký rưỡi để về con lên thử nha. Phé đẻ luôn, còn trong thơm không? Ôi. Hơ hơ hơ, Quân. Trước cho phút này. Phút này. Xem xem. Hồi xem à. Rồi ok cả nhà mình. Với lại mấy anh em sẽ đi về để cân lên thử là thành quả một buổi chiều hôm nay thì được bao nhiêu, mấy ký dòng đấy, về thôi, quá tuyệt vời luôn. Thì rất là khoái cái bịch này thì rưỡi hà hà ký á, trông thơm không hà ký. Ok rồi, sắp đi. Thì một năm gửi đem nha. Vừa cái này luôn là một năm gửi đem. Còn đây là ký đúng nè. Đù, một ký rưỡi mọi người. Đây. Kia nọ là một ký rưỡi. Nhiều ha. Đù vậy ha, đỡ vài đem bé đỡ vài luôn. Rồi bây giờ để này chắc là sẽ mang đi bán 4-5 nghìn một ký. Với lại bây giờ rong thì không ăn nữa mọi người, tiền mấy năm trước ăn lắm nhưng mà ăn nhiều quá rồi sẽ bị nhợn nha. Đúng rồi, tiền bây giờ hầu như là ít ăn. Mấy năm trước thời tiền còn nhỏ đi đào một ngày khá nhiều luôn. Chừng đó xe cả vợt là chạy gì? Thơm không? Wow. Đây mọi người, mấy con trong thơm nó to à. Wow. Wow. Trông to nha mọi người. Đây mọi người, mấy con trong bự nè, khé đầm tay luôn. Trong này thì 45.000 một kg. Cái này khoảng 600-700 gram. To đẻ ha mọi người. Cứ thấy trong thầm đỏ là khoái à. Đây. Rồi thì video của em cũng xin tạm dừng tại đây. Bây giờ thì Nhất Minh sẽ mang trong này để bán thì bao nhiêu, nhưng mà tiền độ khoảng 700-800 ngàn nha. Rồi tiền cũng cảm ơn mọi người cũng hiểu thêm cái nghề rong này. Ở ngoài đảo tiền là như vậy. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người vào video review ẩm thực lặn biển đảo Phú Quý tiếp theo. Giờ thì chào mọi người.